Xin chào quý khách hàng, em là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay là ngày thứ bảy đẹp trời. Trước mặt quý khách hàng là chiếc xe Ford Territory phiên bản Titanium X. Chủ nhân của chiếc xe này là một quý khách hàng đã xem kênh YouTube của Cường và đến từ Bình Thuận. Và hôm nay chiếc xe này Cường có rất là nhiều những cái kỷ niệm và các cảm xúc đối với chiếc xe này. Thứ nhất là Cường sẽ review cho quý khách hàng về tất cả những cái phụ kiện mà chủ nhân của chiếc xe này đã làm cho chiếc xe này, để khi quý khách hàng lỡ có nhu cầu mua Ford Territory hay đã mua Ford Territory rồi, chúng ta có thể tham khảo những cái option đã gắn lên chiếc xe này để phục vụ cho quý khách hàng được chu đáo và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Hay là quý khách hàng chưa hình dung được là những cái phụ kiện đó khi lắp đặt lên Ford Territory thì cận cảnh nó sẽ như thế nào, thì hôm nay Cường sẽ quay review chi tiết cho quý khách hàng để quý khách hàng có thể tham khảo để mua xe cho chúng ta. Và thứ hai nữa là Cường cảm ơn chủ nhân của chiếc xe này rất nhiều. Chủ nhân của chiếc xe này nếu mà Cường đúng ra là phải gọi bằng chú luôn, tức là chạc chạc tuổi với lại ba Cường, chỉ thua ba Cường 3 tuổi thôi. Và rất là tình cờ là chủ nhân của chiếc xe này lại xem những cái video mà Cường đi với ba Cường review về chiếc xe Ford Territory này, bởi vì ba Cường cũng đang sử dụng Ford Territory này. Và cái gu của chú này cũng rất giống với lại ba Cường, nhắn tin với Cường rất là vui, cứ kêu chiếc xe này là em nó, tức là dùng một cái từ ngữ rất là thân thương dành cho một chiếc xe. Chủ nhân của chiếc xe này chụp hình cho Cường, chú đã chuẩn bị chỗ đậu xe cho em nó rồi đây, mong chờ em nó từng ngày. Nói chung là khi mà khách hàng mà yêu xe giống như Cường hay là ba Cường á, thì Cường cảm thấy là rất là vui khi mà mình có những người mà đồng với cảm xúc với mình. Và chủ nhân của chiếc xe này thì dặn Cường là đừng nói tên, tức là nhiều khi rất là yêu xe nhưng mà lại không muốn là ai cũng biết, mà Cường xin phép là giấu tên của chủ nhân chiếc xe này, mà Cường chỉ bật mí là một cái chú đến từ Bình Thuận và trạc tuổi với lại ba Cường, cũng yêu xe giống như Cường và ba Cường. Nói chung là rất là nhiều cảm xúc khi mà gặp những khách hàng như vậy, thì Cường cảm thấy là mình phải càng làm sao để hoàn thiện chiếc xe nó tốt nhất có thể để đưa đến cho khách hàng những cái sản phẩm tốt nhất, và khi khách hàng nhận xe thì cảm thấy là hài lòng nhất có thể. Thì đó là những cái cảm xúc của Cường gửi gắm đến chiếc xe này. Còn ngay bây giờ Cường sẽ quay review chi tiết cho quý khách hàng về tất cả những cái option mà Cường đã lên cho chiếc xe Ford Territory này, để cho quý khách hàng thấy được là chủ nhân của chiếc xe này yêu xe cỡ nào. Với Ford Territory phiên bản cao cấp nhất này thì gần như đã trang bị đầy đủ tất cả những cái option, những cái công nghệ từ cam 360 cho đến mọi thứ tiện nghi, lọc không khí, làm mát ghế chỉnh điện rồi. Cho nên là quý khách hàng chỉ cần lên những cái option sau đây thì Cường nghĩ với chiếc xe của chú đến từ Bình Thuận này đây, thì Cường nghĩ cũng gần như là full option nha. Bởi vì nếu mà nói thật ra, nếu mà để làm thêm option như chiếc xe này thì Cường cũng không biết làm thêm cái gì. Chỉ cần như vậy thôi là nhìn chiếc xe nó đã quá đầy đặn và đẹp rồi. Thì Cường sẽ điểm qua những option từ cơ bản cho đến là nâng cao. Đầu tiên là phim cách nhiệt. Chắc chắn ô tô thì không thể thiếu phim cách nhiệt. Tất cả những cái ô tô ở đây, xe nào cũng dán phim cách nhiệt, thì quý khách hàng cũng hình dung được là cái sự quan trọng của phim cách nhiệt. Với phim cách nhiệt của chú thì dán loại rất là cao cấp, bảo hành lên tới 10 năm. Cái tên tuổi thì 3M, VOX các thứ là đều là hàng nhập Mỹ hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất khi quý khách hàng đi dán phim cách nhiệt á, đối với những khách hàng có kinh nghiệm rồi thì không sao, nhưng mà đối với những khách hàng mà chưa có kinh nghiệm á, thì mình đừng quá quan trọng cái tên. Ví dụ như là 3M thì phải là 3M dòng nào, VOX, V-Cool hay tất cả các dòng phim phải là cái dòng nào, và nó thể hiện được cái chất lượng của bộ phim nằm ở cái chỉ số chống tia UV, tia hồng ngoại, tia cực tím. Cho dù quý khách hàng dán phim loại nào cũng được, nhưng những cái chỉ số đó mà cao thì chắc chắn là cái bộ phim nó ngon. Còn Cường nói thật, 3M nhưng mà 3M mà cái dòng thấp cấp thì chưa chắc nha. Đó, thì Cường chỉ chia sẻ vậy thôi. Và cái phim cách nhiệt của chú dán đây rất là đẹp, nhìn cái xe nó rất là sang trọng, nhìn nó liền lạc, nó cứng cáp, nó riêng tư. Thì đối với phim cách nhiệt thì quý khách hàng cũng biết là công dụng của nó là chống tất cả những loại tia nóng, tia UV, tia hồng ngoại, để ngăn ngừa cái năng lượng, cái lượng nhiệt truyền vào bên trong xe, để giúp cho cái khoang nội thất của chúng ta trở nên mát mẻ hơn. Mà khi mát mẻ thì nó sẽ bảo vệ sức khỏe của chúng ta, bảo vệ làn da của chúng ta không bị tác động dưới ánh nắng mặt trời, và bảo vệ chính những cái thiết bị điện tử, đồ nhựa, đồ da, điện thoại, túi xách chúng ta để ở bên trong xe, nó sẽ mát mẻ hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa là phim cách nhiệt nó sẽ giúp cho xe của chúng ta tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bởi vì khi mà
bên trong xe nó mát hơn thì chúng ta sẽ mở điều hòa ở cái nấc nó nhỏ hơn, thì về lâu về dài chắc chắn nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thứ ba nữa là nó tạo một cái không gian riêng tư. Đây, ví dụ như mình đứng cách xa khoảng 1 mét thôi, mình nhìn vô là gần như là không thể nhìn. Chỉ khi nào mình lại mình soi vậy này thì mình mới thấy được ở bên trong, thì nó rất là tối. Nhưng mà ở bên trong nhìn ra thì rất là sáng nha. Đây, đấy, nhìn ra ngoài nè, rất là sáng sủa. Để đảm bảo cái tầm quan sát thì nó tạo cho mình một cái tính riêng tư. Thì cái tính riêng tư này nó sẽ giúp cho những người ngồi bên trong cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình di chuyển. Chứ mình đi ngoài đường mà ai cũng nhìn vô mình cảm thấy nó rất là khó chịu. Thứ ba nữa là nhìn nó, xe nó liền lạc, nó đẹp không? Rất là đẹp, nhìn rất là cứng cáp và liền lạc. Và cuối cùng đó là lỡ chẳng may cái kính của chúng ta nó có bị bể đi thì nó sẽ tạo thành từng cái màng, bởi vì nó có một cái màng phim mà kiểu như là cái màng ni lông á, nó sẽ bể thành từng cụm từng màng, nó không có bị vỡ vụn ra, nó bắn vô bên trong hành khách ở bên trong rất là nguy hiểm, nó tạo sát thương. Còn khi mà có phim cách nhiệt rồi thì nó sẽ tạo, nó bể ra từng mảnh, rất nhiều cái công dụng phim cách nhiệt. Cho nên là phim cách nhiệt kiểu gì thì kiểu, kiểu nào dán kiểu xịn hay là kiểu dồn thì cũng phải dán. Nhưng mà tốt nhất, mình đã mua xe rồi, bỏ ra gần cả tỷ bạc mua xe, mình chọn cái phim nào cho nó ok một xíu, tiền nó mắc một xíu, nhưng mà về lâu về dài chắc chắn nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều trong quá trình là sử dụng xe. Cho nên là đối với phim cách nhiệt, Cường luôn khuyên khách hàng dán những cái loại phim nó tốt nhất, tuy tiền nó cao một chút nhưng mà mình phải dán loại tốt, tránh những cái trường hợp mình được tặng hoặc là mình mua mà mình không biết được tặng loại nào, mua loại nào. Ví dụ như chỗ kia nó báo 3-4 triệu, ô rẻ quá dán, còn chỗ kia nó báo 7-8 triệu thấy mắc quá không dán. Nhưng câu chuyện ở đằng sau nó, chất lượng của bộ phim nó là câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho nên quý khách hàng hãy lưu ý giúp Cường, chứ tránh những tình trạng mình mua xe về đi một thời gian nóng quá lột ra dán lại thì nó vừa mất công, vừa mất zin, vừa tốn tiền, vừa tốn công sức. Cho nên là phim cách nhiệt cứ loại xịn mà chơi như chiếc xe này là ngon lành. Rồi, option thứ hai nữa đó là camera hành trình. Đây, camera hành trình. Cường cũng nói thẳng với lại chủ đến từ Bình Thuận, chủ nhân của chiếc xe này luôn. Tức là bên Cường nếu tặng camera hành trình thì bên em chỉ tặng cái loại nó khoảng tầm 2 triệu thôi. Thì nó chỉ đơn giản là ghi hình. Còn nếu anh muốn những cái loại camera hành trình nó cao cấp hơn thì anh sẽ bù cái phần chênh lệch. Ví dụ như cái cam này là camera hành trình Vietmap M1. M1 là camera hành trình Vietmap cao cấp nhất của cái dòng Vietmap. Nó là camera hành trình cao cấp nhất. Nó sẽ có đầy đủ tất cả những cái tính năng. Đây, Cường sẽ mở lên cho quý khách hàng xem cái dòng camera hành trình này. Bao gồm cả ghi hình đằng trước, ghi hình đằng sau. Đây là camera đằng sau đây, Vietmap M1, M1 Full HD này, ghi hình rất là sắc nét này, điều chỉnh được cái góc quay này. Có tính năng là ghi hình cả ban đêm nữa, ghi hình bằng tia hồng ngoại, cho nên đi buổi đêm cái camera này nó rất là sáng sủa. Và cảnh báo tốc độ, cảnh báo camera phạt nguội và hiển thị trực tiếp khi mà chúng ta chạy ở trên đường có cái biển báo 60 thì nó sẽ hiển thị lên đây là 60 km/h, để cho quý khách hàng có thể là biết được chính xác cái đoạn đường đó đi là bao nhiêu km/h để mình không bị phạt nguội hay là chạy quá tốc độ. Bởi vì có một số dòng camera thì nó chỉ cảnh báo bằng âm thanh thôi chứ nó không có hiển thị cái biển báo ở đây. Thì nhiều khi nó đọc một lần xong mình đi khoảng 5-10 phút mình quên mất là nó vừa đọc cho mình là bao nhiêu km/h. Thì lúc đó mình quên, mình lại có khi chạy lỗ. Còn bây giờ nó hiển thị lên đây thì chắc chắn là mình liếc lên cái là mình biết được đoạn đường này đang chạy là bao nhiêu km/h. Cho nên rất thuận tiện. Và ghi hình của nó lên đến chuẩn 2K, độ phân giải cực kỳ sắc nét. Ở đằng sau thì Full HD 1080. Thì với camera hành trình này thì chú đã bù thêm tiền để nâng cấp cái camera hành trình. Cho nên là cái phụ kiện gì bên Cường mà Cường tặng thì Cường sẽ nói rõ cho chính xác quý khách hàng là cái phụ kiện đó nó có ok hay không, và loại nào, chủng loại như thế nào, để xem có phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của khách hàng hay không. Bởi vì chú thì là sử dụng cái xe này thì có khi đi đường dài, tức là chú không phải là thường xuyên đi một cung đường. Ví dụ như có những khách hàng thường xuyên đi một cung đường thì chưa chắc người ta đã cần đến cái cảnh báo tốc độ hay là camera phạt nguội các thứ, người ta không cần. Nhưng đối với chú thì chú là một người cũng đứng tuổi rồi, không phải là đi thường xuyên cùng một cung đường mà đi nhiều cung đường khác nhau, thì camera hành trình này nó sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong quá trình sử dụng. Cho nên tùy vào cái nhu cầu của mình có thể là thay đổi cái nhu cầu làm sao cho nó phù hợp. Còn phim cách nhiệt, Cường nói rõ với lại chú luôn, con tặng là tặng loại xịn cho chú luôn, cho nên là chú khỏi cần bù tiền gì hết, chú cứ để vậy chú đi là vi vu luôn, con bao chú xài luôn. Tiếp theo nữa là bậc bước, bệ bước chân.
for territory. Đây, đây cần đóng cửa lại. Đấy, chú khách hàng ấy quan sát cận cảnh cái bậc bước này. Thì đối với lại bậc bước trên thị trường có rất là nhiều loại, nhưng mà sau một thời gian Cường lắp đặt vài loại thì Cường cảm thấy cái loại này là nó đẹp nhất. Nó đẹp thứ nhất là nó nhìn nó liền lạc với lại cái tông màu của cái xe. Đây quý khách hàng thấy nè, cái nước sơn này nó sẽ giống với lại cái nước này, và nó không có quá nhô ra quá dày, và cái chiều dày của cái này nó không quá dày. Ví dụ như dày quá thì mình cảm giác cái khoảng sáng gầm nó thấp, nhưng cái này nó vừa khoảng tầm 3 cm. Còn cái độ nhô ra thì nó nhô ra đâu đó khoảng tầm 10 cm, đủ chúng ta bước lên bước xuống. Và Cường cảm thấy là cái bệ bước này nó rất là chắc chắn nha, nó không có ọp ẹp như một số loại bệ bước khác. Thì Cường cảm thấy là cái loại bậc bước này là cái loại mà nó phù hợp với lại cái Ford Territory này nhất. Đây quý khách hàng có thể chiêm ngưỡng ha, nhìn nó rất là liền lạc, nhìn nó đẹp, nó hài hòa, và nó có công dụng là giúp cho quý khách hàng ví dụ như là trẻ em hoặc là các chị em phụ nữ mà mặc váy thì mình bước lên bước xuống nó thuận tiện hơn trong quá trình là sử dụng xe. Option tiếp theo nữa đó là phủ ceramic. Không phải tự nhiên mà mình nhìn cái xe nó bóng long lanh như chiếc xe trước mặt quý khách hàng. Đây ví dụ như những dòng xe này thì chưa được phủ ceramic thì chắc chắn là mình nhìn cái bề mặt sơn của nó không có được bóng và long lanh như chiếc xe này. Đây mình có thể soi gương được luôn á. Đó, quý khách hàng thấy không? Rất là trong, rất là bóng. Thì đối với lại Ford Territory, cái chi phí phủ ceramic cũng không phải là nhiều, nó khoảng tầm vài triệu. Và đặc biệt đối với những khách hàng mà đi những cái dòng xe mà nó màu nó nổi, ví dụ như màu đỏ, màu xanh, màu bạc, màu trắng, thì chúng ta nên phủ thêm ceramic. Bởi vì đi một thời gian dưới tác động của nắng, mưa, bùn, đất, bụi bẩn á, thì cái tông màu của chúng ta nó sẽ bị gọi là nó xuống cấp, nó bị ố theo thời gian. Thì cái đó là chắc chắn mình không thể nào tránh khỏi được, bởi vì xe che nắng che mưa mà. Còn đối với lại những cái tông màu tối thì nhiều khi nó cũng xuống cấp đó, nhưng mà mình không có biết, bởi vì màu nó tối thì nhiều khi nó xuống 1-2 tông thì mình cũng chả biết được. Nhưng mà đối với những cái màu sáng này xuống tông thôi là mình biết, nhìn nó sọc sọc ố mưa là mình đã biết được rồi. Thì khi đó chúng ta nên phủ thêm ceramic để nó bảo vệ cái màu sơn. Và tất nhiên ceramic cũng không phải là vĩnh cửu của khách hàng. Đi một thời gian ceramic nó vẫn bay, khoảng 2 năm chúng ta phủ lại một lần. Thì Cường đảm bảo với quý khách hàng sau một thời gian sử dụng xe thì cái màu sơn của chúng ta nó luôn luôn như lúc mới nhận xe. Bởi vì nó chỉ tác động đến lớp ceramic thôi, còn cái lớp sơn zin thì nó chưa tác động được. Lúc đó là cứ 2 năm phủ lại một lần thì nó luôn duy trì, nó bảo vệ cái bề mặt sơn của chúng ta. Thứ hai nữa là nhìn cái xe nó đẹp, rất đẹp. Nhìn cái xe nó thu hút cái ánh nhìn. Ví dụ như mình đi ra ngoài đường mình gặp một cái xe nào mà nó sạch, quá sạch, thì mình cũng bị thu hút bởi cái sự sạch đẹp của nó. Nhưng chứ Cường nói thật, nhiều cái xe nó không phải là quá nổi bật, cũng không phải là quá đắt tiền, nhưng mà chỉ vì nó sạch thôi. Và nhìn cái xe của nó cảm giác nó rất là ok. Và thứ ba nữa là nó tạo cái hiệu ứng cánh sen, nó giúp cho mưa bụi bẩn, bùn đất hạn chế trôi xuống một phần, trôi xuống một phần để đỡ dơ hơn. Cái này thì quý khách hàng sẽ hình dung được là trong quá trình chúng ta sử dụng xe, nếu hai chiếc xe đi trong cùng một cung đường, cùng một tình trạng kỹ thuật, đi xong mình nhìn cái xe mà có phủ ceramic nhìn nó đỡ dơ hơn, còn cái xe mà không được phủ ceramic thì nó sẽ bám đầy bụi bẩn bùn cát luôn. Thì ceramic nó có cái tác dụng như vậy, giống như là bụi mà đóng lên á, là nó sẽ có cái khuynh hướng là nó trượt, nó trôi đi, nó không có đọng lại quá nhiều. Thì đối với lại chiếc xe này đã phủ ceramic rồi, thì khi mà phủ xong á thì chúng ta không nên rửa trong 7 ngày đầu. Tức là mình đi dơi cứ kệ nó, khoảng sau 7 ngày chúng ta rửa bằng hóa chất thì mới ok. Còn cùng dơ lắm thì chúng ta lấy nước chúng ta xịt bình thường thôi. Chứ trong 7 ngày đầu với ceramic chúng ta không nên rửa bằng hóa chất. Thì cái này Cường cũng sẽ dặn cho chú để chú trong quá trình sử dụng xe. Bởi vì chiếc xe này thì mới phủ xong thì thứ hai giao thì phải đến khoảng tầm thứ 7 tuần sau thì chú mới bắt đầu là cho rửa bình thường. Đó. Rồi, option tiếp theo nữa đó là phủ gầm. Phủ gầm. Đây, quý khách hàng có thể thấy là trong những cái hơi tối ha. Đây, trong những cái hốc nè, hoặc là cái phần sexy ở phía bên dưới nè, thì chúng ta sẽ thấy nó được phủ một cái lớp gọi là lớp cao su non. Đây, mình nhìn ở phía sau nè. Đó, những cái phần sexy này nè. Thì
phủ thêm một cái lớp. Hay ví dụ như mình nhìn vào những cái này nè. Đó, hơi tối. Đó, thì nó sẽ phủ thêm một cái lớp gọi là lớp cao su non. Thì cái lớp cao su non này nó sẽ có cái tác dụng là nó bảo vệ cái phần gầm của chúng ta tốt hơn. Thực ra nguyên bản của chiếc xe đã có một cái lớp sơn chống reset rồi. Thì với những khách hàng bình thường như là chú ở đây thì Cường nói thật cũng không cần phủ thêm gầm. Bởi vì mình đi những cái cung đường nó rất là bình thường thì chắc chắn là đi mình chịu khó mình vệ sinh, mình rửa định kỳ là cái phần gầm đó của chúng ta đi cả chục năm, 20 năm nó không xi nhê gì cả. Nhưng đối với lại những khách hàng mà kỹ tính một xíu thì người ta luôn muốn cái xe của chúng ta trong cái tình trạng là phủ gầm. Tức là nhiều khách hàng hoặc là nhiều người trên mạng cứ nói là phủ gầm là dư thừa, không cần thiết. Đúng thật, có những lúc nó dư thừa, có những lúc nó không cần thiết. Nhưng có những khách hàng người ta kỹ tính mà. Tức là người ta chỉ muốn cái sự hoàn hảo, làm sao cái xe được bảo vệ tốt nhất. Hay là chính chiếc xe này, chủ nhân của chiếc xe đến từ Bình Thuận, thì quý khách hàng biết là cái vùng đất Bình Thuận đó là cái vùng gọi là biển mà, cho nên là cái hơi muối, cái hơi mà gọi là hơi mặn đó, nó sẽ nhiều hơn so với lại những cái vùng đồng bằng ở trong miền Nam hay là những cái vùng mà không giáp với lại vùng biển. Giống như quý khách hàng đi Phan Thiết đi, đậu xe dọc ven biển, mình đậu xe một hồi mình ra mình vuốt cái bề mặt sơn của chúng ta, cảm giác nó rít rít. Tức là gió thổi từ biển vào thì nó mang theo cái hơi muối rít rít. Hay là mình đi biển cũng vậy, một hồi mình vuốt cái mồ hôi của mình cảm giác nó rít rít, đó là hơi muối. Thì chính cái hơi muối đó nó sẽ làm cho những cái chi tiết ở trên xe hoặc là những cái phần sắc xi nó sẽ bị gọi là theo thời gian nó sẽ bị xuống cấp, nó xuống cấp nhanh hơn thôi. Ví dụ như bình thường thì đi khoảng tầm 10 năm, 20 năm thì bắt đầu cái phần gầm nó mới bắt đầu nó có cái tình trạng là nó hoen rỉ. Nhưng mà sử dụng ở vùng biển hay là những cái vùng đất đỏ thì đi khoảng tầm 3-4 năm thôi là mình đã thấy cái tình trạng là gầm nó bắt đầu reset rồi. Bởi vì nó bị tác động nhiều hơn, muối nó tác động nhiều hơn, đất đỏ ăn mòn, acid nó tác động nhiều hơn thì chắc chắn là nó sẽ xuống cấp nhanh hơn. Thì lúc đó phủ gầm lại là cần thiết. Hay Cường nói đơn giản, những khách hàng mà kỹ tính đi thì người ta luôn muốn cái gầm của người ta sạch đẹp thôi. Ví dụ như nâng xe lên bảo dưỡng, nâng xe lên rồi xe muốn cái phần gầm của chúng ta nhìn lúc nào cũng phải sạch đẹp. Thì chính cái lớp phủ gầm này nó tạo cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng cánh sen. Nó là cao su non mà, nó có cái tính là kháng nước. Thì lúc đó là mưa, bụi bẩn, bùn cát là nó trôi xuống, nó không có đọng lại nhiều. Tất nhiên nó không thể nào trôi 100% được, nhưng mà nó hạn chế cái việc đọng lại. Lúc đó mình đi mình rửa xe mình chỉ cần xịt sơ một cái thôi là nó sẽ trôi hết tất cả những cái phần bụi bẩn, bùn cát sinh lầy dính ở dưới cái phần gầm. Nhưng có những lúc nha, phủ gầm mới thấy được cái giá trị của nó nè. Cường nói ví dụ như là bán xe đi, chúng ta đi bán xe đi, hai xe ô đô như nhau, cùng đời với nhau, tình trạng kỹ thuật là y chang nhau, nhưng mà khi kích cái phần gầm lên, Cường mua xe cũng vậy. Cường thấy khách hàng mà có cái phần gầm lúc nào cũng keng xà beng thì Cường sẵn sàng mua cái xe đó mắc hơn 10-20 triệu là chuyện bình thường. Còn đối với lại một cái phần gầm mà nó bị rỉ, nó bị dơ thì Cường biết chắc chắn là chủ nhân của chiếc xe đó không có kỹ tính. Mà đối lại một chiếc xe đã qua sử dụng, cái gì quan trọng nhất, Cường nói thật, máy móc cũng có thể đại tu. Cái phần đồng sơn ở bên ngoài này thì rất là dễ dàng để tút tát, mọi thứ có thể thay thế được. Nhưng cái phần gầm, cái phần sắc xi thì làm sao mà thay thế? Thay thế là thay nguyên con, hoặc cùng lắm là hàn chắp vá lại thôi. Thậm chí hệ thống treo cũng thay được luôn. Nhưng mà đối với lại cái phần gầm là coi như thua, nó là mục rồi thì coi như là thua. Cho nên là cái phần gầm cực kỳ quan trọng. Cho nên là mình đi, mình bảo vệ nó thì một cái xe đi chục năm, mười mấy năm bền bỉ là câu chuyện hết sức là bình thường. Option tiếp theo đó là lót sàn. Chắc chắn ô tô không thể thiếu lót sàn được. Với cái khí hậu Việt Nam mình thì rất là dơ, mưa gió nắng mưa bụi bẩn, mỗi lần mình bước lên bước xuống thì mình sẽ tha theo rất là nhiều bụi bẩn bùn cát lên cái xe của chúng ta. Thì có cái phần lót sàn này nó sẽ giúp cho xe của chúng ta được sạch sẽ hơn và bảo vệ cái xe của chúng ta không bị cái mùi hôi. Quý khách hàng cứ tưởng tượng nếu không có cái này thì mỗi lần chúng ta bước lên bước xuống thì nó ngấm trực tiếp xuống cái phần nỉ của xe, thì lâu dần mùi hôi ẩm mốc các thứ nó sẽ làm cho cái phần sàn xe của chúng ta bốc một cái mùi rất khó chịu. Còn có cái phần lót sàn này nó sẽ hứng toàn bộ bụi bẩn bùn cát ở cái phần này, và chúng ta chỉ cần tháo cái tấm này ra, tấm này tháo ra được để vệ sinh. Rồi lâu lâu khoảng 2 năm chúng ta thay nguyên một cái bộ, bởi vì cái phần lót sàn này sẽ có hai lớp. Một cái phần lớp nó sẽ ốp sát chọn cái phần thân xe, sàn xe, và cái phần mà mình để chân ở đây thì nó sẽ có một cái lớp rối để nó hứng toàn bộ bụi bẩn bùn cát. Thì lót sàn bên Cường có rất là nhiều loại thì tùy vào nhu cầu của khách hàng. Nhưng mà Cường thấy cái lót sàn 6D này là cái loại lót sàn mà sạch nhất
nó không có bị bụi bẩn. Chứ ví dụ như những loại lót sàn khác thì mình đạp lên đạp xuống, bụi nó sẽ bay lên cái phần màn hình các thứ, nhìn nó sẽ không được thẩm mỹ. Còn cái này nó có cái lớp rỗ, nó sẽ hứng lại. Thì tùy nhu cầu của từng khách hàng, mình thích cái loại lót sàn nào thì mình gắn cái loại lót sàn đó. Ở đằng sau cũng vậy, đằng sau nó cũng có tương tự như vậy. Đó, phần lớp rối để nó hứng toàn bộ bụi bẩn bùn cát, và phía dưới nó sẽ có một cái phần này để ốp trọn vào cái phần thân xe, cái phần lườn xe. Đó, xe thì chưa lột ni lông luôn, để quý khách hàng nhận xe về tự lột ni lông cho cảm giác nó bóc tem cho nó sướng. Cuối cùng là một số cái tiểu tiết, ví dụ như tặng thêm cho chủ cái phần thảm trải tắp lô nè. Cái này thì nó không bao nhiêu tiền hết, để mình trải cái phần tắp lô để cho nó đỡ bị hắt nắng với lại nó đỡ bị phản xạ nhiệt. Rồi một cái bơm lốp để mình hoàn toàn có thể là tự bơm lốp tại nhà. Thì cái phần bơm lốp này Cường thấy xài rất là ngon nha. Cường xài cái dòng này bơm rất là mạnh, cho dù xe của mình bánh lớn bánh nhỏ bơm rất là mạnh luôn, bơm nhanh. Thiết kế cũng đẹp, gọn gàng đó. Thiết kế rất là sang xịn. Nếu mà quý khách hàng nào mà có bơm lốp, chưa có bơm lốp á, thì mình có thể là mình sử dụng mình mua này, còn không thì cứ liên hệ với Cường, Cường sẽ gửi đến tận nhà cho quý khách hàng. Cái này cũng rẻ thôi, nếu mà bán chính hãng trong Cường luôn có 700.000, rất là rẻ ha. 700.000 một cái bơm lốp mà bơm ngon, bơm khỏe. Ngoài ra nó còn có rất là nhiều cái bơm, mình bơm đồ chơi cho con nít, bơm bóng bay, nói chung là bơm được ở nhà hết. Ở nhà cảnh gì là có hết, tại vì nó có rất là nhiều cái vòi chia. Rồi, và mấy cái tiểu tiết, ví dụ đây cái khăn nè, khăn để cho khách hàng lau cái nội thất nó đỡ bị chầy cái màn hình, những cái nhựa bóng piano nó không có bị chầy. Đó, cái khăn để mình lau. Rồi, bao tay lái, tẹp đựng hồ sơ, bình chứa lửa, nước hoa, bao tay lái đó, mấy cái này thì bình thường thôi. Đó, gối đầu, tấm che nắng. Đó, để đây để cho về anh chủ có thể là gắn lên xe của mình. Đó là tất cả những gì Cường muốn chia sẻ đến quý khách hàng. Để quý khách hàng đang có dự định mua Ford Territory thì mình có thể lấy chiếc xe của chú là đến từ Bình Thuận để làm cái video tham khảo. Để khi mình mua xe mình chưa biết gắn thêm những cái phụ kiện gì, thì trên xe là những cái phụ kiện thực tế đã lắp lên xe để mình có thể tham khảo, và mình lắp thêm những cái phụ kiện làm sao nó phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của mình. Và Cường xin cảm ơn chú rất nhiều đã tin tưởng Cường Auto cũng như là Sài Gòn Ford để Cường có dịp Cường làm một chiếc xe. Và chiếc xe này mang cho Cường rất là nhiều những cái cảm xúc, bởi vì chủ xem cái video Cường với ba Cường đi Ford Territory, và cái tính cách của chủ cũng rất giống với lại ba Cường, thì làm cho Cường có rất là nhiều cái kỷ niệm và những cái điều đáng nhớ với chiếc xe này. Và ngày thứ hai thôi, chiếc xe này sẽ khởi hành ra ngoài Bình Thuận để giao cho chủ ở ngoài Bình Thuận. Cường xin cảm ơn chú rất nhiều. Và có dịp thì khi đi Bình Thuận, Cường sẽ ghé nhà chú chơi và sẽ quay lại chiếc xe này sau một thời gian chú sử dụng và review trực tiếp, phỏng vấn trực tiếp tại nhà chú luôn. Thì quý khách hàng nhớ đón xem cái video của Cường nha. Chắc chắn tại vì Bình Thuận thì cũng không xa, và Cường cũng đi Bình Thuận hay là Đà Lạt rất là nhiều, cho nên là khách hàng ở khu vực Lâm Đồng hay là Bình Thuận thì mình sẽ có rất nhiều cái cơ duyên để mà gặp nhau. Rồi, Cường xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý khách hàng rất nhiều đã tin tưởng Cường Auto và Sài Gòn Ford. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video tiếp theo. Bye bye.